Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khi mà gặp cái tình trạng mà kết nối với máy in mà được chia sẻ ba cái lỗi 0011B. Thì để sửa cái lỗi này thì cái tình trạng lỗi này như nó như này. Khi mình kết nối cái máy in được chia sẻ mình ba lỗi. Ba lỗi, lỗi của nó là lỗi 0000011B. Cái lỗi này là do cái bản cập nhật 5565 của Windows. Chỉ cần gỡ cái bản cập nhật ấy ra là được. Để gỡ cái bản cập nhật thì mình vào Control Panel, vào Program and Filter, vào xem những cái bản đã cập nhật. Đây là do cái bản này. Bây giờ mình chỉ việc gỡ cái bản này ra thôi. Có hai trường hợp cái bản cập nhật này với bản 5568, bản 5565 với bản 5568. Thì mình thấy bản nào thì mình gỡ bản này đi. Và uninstall. Sau khi gỡ xong cái bản này thì mình khởi động lại máy, mình sẽ cài kết nối vào máy in bình thường. Sau khi mình gỡ các bản cập nhật xong thì máy tính yêu cầu khởi động lại. Mình bấm dịch tan lang, dịch tan lang. Sau khi mình khởi động lại máy thì bây giờ mình sẽ thử kết nối lại máy in. Mình sẽ kết nối một cái máy in này ở một cái máy khác của mình. Vẫn báo lỗi này. Lỗi này vẫn còn thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sửa trong Tegachi. Một số trường hợp là khi mình gỡ cái bản update là nó sẽ thành công rồi. Mà trường hợp nó chưa thành công thì mình sẽ làm thêm một bước nữa.
và làm việc cấp chi này vô các bạn theo các mức cho mình và chi system cooldown control set và control dream này. Bạn tìm trong này một cái khóa, chưa có cái khóa đấy thì các bạn tạo thêm một cái khóa nhé. Khóa đây đi của 32 bit rpcout kiểm tra rpc out main plane rbc các bạn đổi giá trị nó thành một mặc định nó không đổi chỉ một bây giờ mình thử cài lại máy in lên kết nối lại này. Vẫn chưa được à, có thể là mình chưa cập nhật dữ liệu chi để mình mình sẽ skill tag này đi rồi cập nhật thì cái gì
cách này, các bạn thử phong cách này xem nhé. Và cầm chân bên này. Và một window đây, kích vào add a window đây. Mình sẽ nhập một cái điện cái server name của mình. Này, mật khẩu để chọn. Rồi bây giờ mình thử add máy in, kết nối máy in. Sao không có thông báo gì nữa? Ở đây là báo đã báo kết nối được rồi này, nhưng mà nó lại offline. Để mình thử khởi động lại máy in. Được rồi, mình thử mình in thử xem nào. Bây giờ mình thử in cái file văn bản này nhé. Bấm lệnh kia này. Rồi, đã in được rồi. Đã in được rồi nhé các bạn. Cuối cùng bình thường là sẽ chỉ cần gỡ cái bản cập nhật thôi. Nhưng mà trường hợp gỡ cái bản cập nhật không được thì các bạn làm theo cái bước của bước mình hướng dẫn, từng là tạo khóa trong cái trí. Vậy là được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.